Xin chào tất cả anh em nha. Thì hồi tối mưa quá anh em nên không có quay thành quả cho anh em xem được. Giờ em sáng ra em quay thành quả đêm nay cho anh em xem nha. Anh em cùng theo dõi nha. Nói chung đêm nay cũng được mấy con anh em à. Nhưng đêm nay được một lê lê, một quắc với lại hai nhát ho anh em. Chung chim bữa nay cũng đi kém lắm anh em. Một lê lê nè, một lê lê, một quắc lại hai nhát ho nè. Đêm nay chim nó cũng đi kém quá, được mấy con. Đêm nhìn như đây là cũng ổn anh em, cũng tầm tạm nha. Quắc mặt lem hai nhát ho nghe luôn. Thì tôi nói chung em quay thành quả vậy cho anh em xem thôi, còn có gì để tối em đánh tiếp thì em quay tiếp anh em xem nha. Giờ em xin kết thúc video tại đây nha anh em. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha.